Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tụi mình. Tụi mình là YNK Adventure. Thì hôm nay á, mình đang bị viêm họng cho nên cái giọng của mình nói nó không được tốt lắm, cho nên mong mọi người thông cảm nha. Rồi, hôm nay á là chuyến đi, một chuyến đi chơi của nhà tụi mình. Tụi mình đang chuẩn bị đi Lake Entrance để mà bắt ghẹ, vậy là bắt tôm. Nhưng mà đợt này thời tiết á, thì nó đang bị lạnh, cho nên nước nó bị lạnh thì mình không biết là có tôm hay không. Nhưng mà tụi mình cứ thử đi xem là như thế nào nha. Đó, thì đồ đạc đợt này tụi mình đi á, không phải đi cắm trại, cho nên nó cũng rất là gọn, chỉ cần mang áo quần với một số đồ cần thiết. Rồi có lông bắt ghe này, có vợt để vợt tôm này. Rồi có cái đèn để mà dòi xuống phía dưới nước để mà bắt tôm nữa. Rồi một thùng ski. Đó, là đồ nó chỉ gọn như vậy thôi. Đó, thì mình đi, rồi có gì mình quay lại video cho mọi người xem nha. Đợt này mình đi thì mình theo dự định của mình thì mình sẽ book cái thuyền nhỏ để mà hướng dẫn cho mọi người cách bắt ghẹ ở Lake Entrance với thuyền như thế nào. Cái thuyền này á thì mọi người có thể đi tới 8 người mà không cần phải có license nhá, không cần phải có bằng lái thuyền thì mới thuê được. Đó, thì mình thấy là thường thường mình đi ở Lake Entrance á thì mình hay thuê thuyền như thế này, nó rất là tiện. Mọi người khỏi phải chen chúc đứng ở nơi mấy cái cầu để mà thả lưới, rất là đông người không thoải mái. Thì tha mình thuê cái thuyền này đi ra đó, rồi một mình ở giữa biển bắt xong ngày về, đi tầm cỡ khoảng 2 tới 3 tiếng thôi là nó rất là tiện. Thì thuê thuyền này á thì cái tiếng đầu tiên á người ta sẽ lấy là 65 đồng, rồi bắt đầu tiếng thứ hai, tiếng thứ ba trở đi á là 50 đồng. Đó, như tụi mình đi á thì tụi mình thuê tầm cỡ khoảng hơn 2 tiếng tới 3 tiếng đô lại là tụi mình quay về rồi. Đó, ok. Rồi, có gì mình sẽ update thêm cho mọi người trong cái chuyến đi này cho mọi người xem nhá. Đây, đoàn tụi mình đã vừa tới nơi cái chỗ thuê nhà. Đó, giờ buổi tối là tối hù luôn, không thấy cái gì hết á. Nhưng mà đã tới nơi rồi, bây giờ là hơn 8 rưỡi. Đó, bây giờ thì mình sẽ lôi đồ vào để ổn định vị trí, rồi ngày mai đi bắt ghẹ bắt tôm nha. Rồi cái gì ngày mai sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Chạy hôm nay tắc đường nhiều quá, cho nên là đi hết hơn 4 tiếng rưỡi, gần 5 tiếng á. Bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người xem cái nhà tụi mình thuê nha. Nhà đẹp lắm, rộng rãi thoải mái. Nè, đó, đây là bếp nè. Đó, phòng ăn nè, phòng khách nè. Quá lịch sự luôn. Đó, buổi tối vừa tới mình quay sơ cho mọi người xem. Trong khi nó đang còn sạch, trước khi tụi mình phá bánh nha lâu. Nói vậy thôi chứ, ở xong rồi tụi mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ, rồi trước khi về làm dẹp. Đó, nhưng mà bây giờ nó đang kiểu empty ấy, cho nên là mình muốn quay cho mọi người xem. Rồi bây giờ mình quay cho mọi người xem khi phòng ngủ nha. Đó, người ta làm rất là lịch sự luôn. Đó, chăn gối đầy đủ. Có khăn tắm cho mọi người ở trong cái túi luôn này. Đó, đấy, ở những vùng không phải trung tâm mà người ta làm như thế này là rất là lịch sự rồi. Đó, phòng này thì hai giường đơn, rộng rãi. Đó, rồi bây giờ mình qua phòng tiếp theo nha. Đây, phòng này thì sáng sủa hơn một tí. Đó, cùng chăn gối đầy đủ, khăn tắm đầy đủ luôn, nếu mà ai không có mang theo. Cùng hai giường single, hai giường đơn, rất là rộng rãi luôn. Đó, rồi bây giờ mình đi phòng tiếp theo cho mọi người xem nha. Đây, có một cái phòng này rất là bự. Đó, à, giường bự cho bà luôn. Đó, cùng đầy đủ tất cả mọi thứ. Đây,
mình cho mọi người xem cái giường đồ cổ ở Úc là như thế nào nhá. Có nguyên cả cái đài radio trên đầu luôn. Không biết là những nước khác như thế nào chứ. Mình đi chơi những cái nhà cũ á, ở đây người ta còn giữ lại mấy cái giường này nè. Nhìn là hợp lý không? Đúng chất Úc luôn. Đấy, trên ngay đầu giường có cái đài radio. Đó, đây cả cái bàn này. Rồi, thì trong này thì có tủ áo quần. Rồi bây giờ mình đi xem tiếp xem trong nhà có những phong gì nữa nhá. Đây có cái tủ hành lang này, người ta cất đồ ở đây này. Đó, máy hút bụi, chăn chiều ở trong này. Đây, đây là cái phòng giặt. Đó, có máy giặt đầy đủ. Rồi, đây là cái nhà tắm này. Đó, nhà tắm ở trong này. Đó, rất là sạch sẽ luôn. Đó, rồi bây giờ mình quay cho mọi người xem này, trong đây có cái toilet này. Đó, rồi bên này thêm một cái nhà tắm nữa với bồn rửa mặt, với bồn tắm. Đây, đó có cái bồn tắm này, rồi bồn rửa mặt này. Còn cái nhà tắm bên kia là chỉ là nhà tắm thôi, nhưng mà nhà như thế này mà có tới hai nhà tắm là rất là lịch sự luôn. À, mọi người thông cảm về cái giọng nói của mình nhá. Mình đang bị khan tiếng, nhưng mà vẫn cố gắng quay vlog cho mọi người xem. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ cho tụi mình nhá. Đây, sau khi tụi mình ổn định được chỗ ở thì đã có một tô bún. Bún này là bún bò xào. À, nhìn hấp dẫn chưa? Đây là bữa tối của tụi mình nhá. Ok, xin mời mọi người. Đó, quá hấp dẫn luôn. Xin chào tất cả mọi người. Thì đây là cái sáng mà đầu tiên mình thức dậy ở cái khu nhà mà tụi mình thuê. Đó, thì bây giờ tụi mình chuẩn bị đi ra cái chỗ mà thuê thuyền á, để đi bắt cá. Đó, thì chút nữa mình ra tới nơi mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi còn bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người xem cái khu mình ở vào ban ngày xem là như thế nào. Hôm nay rất vui là cái thời tiết nó rất là đẹp. Đó, hôm qua trời nó ấm u lắm, nhưng mà hôm nay thời tiết đẹp, rất là tốt để mà quay phim luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây, đây là phía trước căn nhà này. Đó, nhà rất là rộng rãi, thoải mái luôn. Đó, sau nhà thì có cái vườn rộng để mà có cái lò barbecue cho mình để mà ăn luôn này. Đó, rất chi là hợp lý luôn. Đây, mình đi xung quanh cái khu nhà này cho mọi người xem. Đó, mình thấy bên này á là có thêm cái chỗ vui chơi cho trẻ em này. Đó, và chưa biết đường ra như thế nào, nếu mà ai mà có con nít chứ đi theo á thì rất là tiện luôn, ngay sau lưng nhà. Đó, rồi đi qua bên này xem bên này có gì. Đây, phía trước chỗ này ở thì yên tĩnh lắm mọi người ạ. Quá đẹp luôn. Nếu ai mà muốn biết địa chỉ cái nhà này á thì comment ở phía dưới cho mình, rồi mình chia sẻ cho mọi người để mọi người biết để mà thuê cái vị trí này nhá. Đây, đây là ngoài đường phía trước này, rất là yên tĩnh luôn, xe cộ qua lại. Rồi bây giờ mình chuẩn bị lên đường này, đi ra cái chỗ thuê thuyền để mà đi bắt cá. Rồi có gì mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Xin chào mọi người. Do you mind if I record some video? Just for like YouTube? Yeah? Yeah! You can check us out on our channel. Y&K Adventure. Y&K. Yes. Alright, beautiful. Đây, chỗ này là cái chỗ mà tụi mình thuê thuyền này. Đó, rất là tốt luôn, nhiệt tình luôn. Đây, đây là cái bảng giá mà thuê thuyền này. Đó, tụi mình thuê, thường hay thuê ở đây đó. Đó, rất là nhiệt tình luôn. Đó, có thêm thông tin cho mọi người nhá. Đây, nếu mọi người muốn chắc ăn á thì điện thoại book trước với người ta. À,
Bây giờ tụi mình đang chuẩn bị ra khơi. Mới thuê được cái thuyền để bây giờ đi bắt ghe đây. Đó, thì hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách bắt ghe ở Lake Entrance bằng thuyền như thế nào. À, không cần băng nha. Mà cái thuyền này lâu rồi mình lái cho nên là hơi lỡ ngỡ. Rồi bây giờ mình quay cái cảnh đứng trước thuyền cho mọi người coi này. Cái thuyền này thì nó đi chậm lắm, nhưng mà cho ai chưa có kinh nghiệm thì rất là an toàn, không phải sợ luôn. Đây, mình mới néo thuyền lại nè. Thời tiết hôm nay là rất là đẹp, hơi gió nhưng mà như thế này là đẹp rồi. Ngày hôm qua trời âm u á. Rồi bây giờ mình chuẩn bị lồng để bắt ghe nhá. Rồi bây giờ cho đầu cá vào cái kẹp này. Rồi bây giờ mình thả lưới nha. Chút nữa 10-15 phút để kiểm tra tiếp. Đó, cái lưới đầu tiên là xuống. Bây giờ tiếp tục lưới thứ hai. Rồi bây giờ mình thả tiếp cái lưới tiếp theo nha. Rồi. Rồi bây giờ mình sẽ kéo thử cái lồng đầu tiên lúc này thì mình thả chắc cỡ khoảng 10-15 phút ra. Yeah. Bây giờ thử kéo lên coi có gì không này.
Đây, tụi mình đi bắt được hơn 3 tiếng. Được qua trời qua đất luôn này mọi người. Đó, thấy con bự cho bá không? Đó. Cho nên là hôm nay thất bại rồi. Nhưng mà thôi không sao. Hôm nay thuê thuyền đi chơi vậy là vui rồi. Đó, đi bắt mấy cái này thì hên chui lắm. Có hôm nhiều, hôm ít. Không sao cả. Rồi, bây giờ gom đồ nghề đi về, bữa khác đi ra bắt tiếp. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ chạy thuyền về ở bãi đầu nha. Rồi, chào mọi người. Mình đã trả thuyền lại cho người ta. Đó. Chuyến đi rất là vui. Thế tụi mình mới đi bắt ghé về nhưng mà chưa bắt được con nào. Hơi về nấu cái nồi bò kho ăn cho nó ngon. Bò kho với bánh mì nha. Đó, hấp dẫn chưa? À, có cái món còn lại là cái gì mà bò kho với đó. Còn bên này có hủ tiếu bò kho. À, quá hấp dẫn luôn. Rồi xin mời mọi người nhá. Có quẩy nữa này. Bà cháy bò chẹt luôn. Đấy. Xin mời cả nhà.